chào mọi người nhé. Hôm nay theo thỏa theo cái yêu cầu của mọi người á, thì mình đã hôm trước mình đã quay hai cái tháp Bánh X và tháp Đôi ở Quy Nhơn và ở Cầu Bà Di, huyện Tiên Phước, Bình Định á. Thì thỏa theo nhu cầu người ta, mọi người thấy kiến trúc tuyệt tác của người Chăm á, thì mình sẽ làm tiếp tục ở cái bộ và cái những tháp của người Chăm Ba nhé mọi người. Xin giới thiệu mọi người, đây là tháp Dương Long, hay còn gọi là tháp Ngà, còn người Pháp người ta gọi là Tour de Vire. Tour de Vire nhé mọi người. Địa chỉ nằm ở huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Và đây được xây dựng vào cuối thế kỷ 12, đã là thời kỳ hưng thịnh nhất của Vương quốc Chăm Ba, từ thế kỷ thứ 10 tới thế kỷ 15. Nên trên mảnh đất Bình Định này gọi còn gọi là Đồ Bàn á. Thì thời xưa là cố đô của Chăm Ba và thời kỳ phát triển rực rỡ nhất của Chăm Ba. Thì trên cái mảnh đất Đồ Bàn Bình Định này thì còn nhiều sót lại nhiều cái di tích mà kiến trúc của người Chăm đỡ lại rất là nhiều mọi người. Ba cái tháp Dương Long này là gọi là tuyệt tác nghệ thuật của người Chăm Ba đó mọi người. Đó, ba tháp này cao, cũng được gọi là cao nhất của những tháp Chăm đỡ lại cho đến tới hồi bây giờ đó mọi người. Cái tháp chính là cao 39m, hình như mình tìm hiểu là 39m, còn hai tháp phụ hai bên đó là cao 37m nhé mọi người. Và ba tháp nằm thẳng hàng theo hướng Bắc Nam và ba cửa đều hướng về phía Đông nhé mọi người. Đây, mình sẽ có cái bảng chỉ dẫn gì đây. Thì ở ngay chỗ cụm khu di tích này có cái bảng chỉ dẫn đây. Mình sẽ cho mọi người xem, để mình đọc cho mọi người luôn. Tháp Dương Long có niên đại thế kỷ 13, 12 đến 13 là cụm tháp bằng gạch cao nhất Đông Nam Á hiện còn. Với chiều cao tháp Bắc 32m, tháp giữa 39m, tháp Nam 33m. Tháp Dương Long mang hình ảnh hưởng của kiến trúc Khmer đậm nét. Mỗi kiến trúc là sự kết hợp hài hòa giữa nghệ thuật kiến trúc tháp Chăm Ba và nghệ thuật kiến trúc Khmer, thể hiện qua bình đồ chân tháp vuông, vật liệu xây dựng chủ yếu là gạch, kỹ thuật xây dựng cùng các đề tài trang trí truyền thống của Chăm Ba như mặt ca la, hình ngực phụ nữ, hoa văn cánh sen cùng các yếu tố ảnh hưởng kiến trúc Khmer thể hiện hình dáng thân tháp. Việc sử dụng đá trong kiến trúc là các họa tiết trang trí như rắn naga, đúng rồi, rắn naga, chim thần Garuda, sự kết hợp thành công giữa kỹ thuật xây tháp gạch của người Chăm và kỹ thuật lắp ghép tạo tác trên đá của Khmer ở tháp Dương Long đã tạo nên một kiệt tác nổi bật trong nghệ thuật kiến trúc Chăm Ba. Căn cứ vào kết quả các cuộc khai quật khảo cổ và nhiều dấu tích kiến trúc đã sụp đổ cho thấy nơi đây đã từng là một khu đền tháp lớn. Ba ngôi đền tháp hiện tại còn là những kiến trúc trung tâm thờ ba vị thần tối cao của Ấn Độ giáo là Brahma, Vishnu và Shiva. Đấy, cái bảng đấy là nó chú thích đó mọi người. Đây, bây giờ mình lại tiếp tục quay cho mọi người xem nha. Đấy, ba tháp. Tháp giữa, để mình coi lại. Tháp chính, tháp giữa cao 39m. Còn tháp Nam, 33. Tháp Bắc 32. Đấy, quần thể tháp Dương Long nha mọi người, đẹp chưa, cao vời vợi. Đấy, đấy, mình sẽ qua cho mọi người thấy rõ trên nóc đó mọi người. Mọi người thấy cái tháp giữa và hai tháp hai bên nó đâu có cái tháp cái to, cái trên nóc đó người ta đặt ba cái bệ sen đó mọi người, kiến trúc đá đó người, do ảnh hưởng của phong cách kiến trúc của Khmer đó mọi người, thì bằng đá đó mọi người, đẹp chưa, wow, cao vời vợi. Gạch thì xây chi chít, nếu mà thời hiện đại bây giờ mà xây được như vậy thì gạch cũng tốn nhiều lắm mọi người ơi, gạch kìa, wow. Còn đây, mình sẽ qua những cái ảnh hưởng của kiến trúc nghệ thuật của người Khmer cho mọi người xem. Đây, một dãy đá đây mọi người. Đây, những cái phù điêu khắc của người Chăm Ba. Đấy, cái đầu bức hình đầu tiên là thằng rắn đó mọi người, Naga đó mọi người, bên Campuchia mình cũng đã đi rồi. Rắn này người ta thờ rất là nhiều đấy. Một cái đầu cho to chính giữa. Và coi thử, mình quay chính diện cho mọi người xem. Một cái đầu to chính giữa và hai cái đầu, bốn cái đầu rắn nhỏ sắc đây, gọi là rắn năm đầu đó. Mình nhìn thấy trước mặt là năm đầu đó mọi người, là một đầu lớn và bốn đầu nhỏ chung quanh, còn những hoa văn màu của rắn đó mọi người. Còn đây mình sẽ đấy, những cái dải đá còn đỡ lại đấy mọi người, những họa tiết điêu khắc hoa văn của người Chăm Ba đó mọi người, đẹp chưa, đúng là bàn tay người nhân, gọi là tuyệt tác cái thời xây dựng của Chăm Ba đó mọi người, gọi là level cao, rất là cao trong cái thời điểm đó bây giờ. Đấy, đây rắn nữa này mọi người. Rắn naga là đấy, 1 2 3 4. Đấy.
đấy, mình rắn rồi đó mọi người, thân rắn đó, đây vảy rắn này, đây là khúc thân đấy, vảy đấy, à, còn những hoa, à, dưới là những hoa văn, còn đây là cũng những hoa văn, đây cái cổ rắn đó mọi người, nhưng mà cái đầu phần đầu thì chưa lắp ghép lại hay là thất lạc đâu mình không biết, nên đây là phần cổ của bể bắt đầu cổ rắn mà lên cái đầu mà pè ra đó mọi người, rắn hổ chúa, đây đây đầu đầu rắn này đang ngậm cái cục gì ngọc hay là gì đó. Ở đây thân rắn nữa nè, những hoa văn họa tiết rất là đẹp. Thân rắn nữa nè. Thân rắn. Thân rắn. Và đây là chắc có một cái vị thần hay vị Phật hay cái gì đó trong tín ngưỡng Ấn Độ giáo đó mọi người. Đã bị đây mình sẽ quay sát cho mọi người xem. Đây là cái chắc cái thế ngồi của Phật này. Còn cái đầu thì cái mặt thì khuôn mặt thì đã bị vác đi rồi, không biết là cái mặt hình thù của ra sao nữa. Đấy, một dãy đá còn sót lại đó mọi người. Và còn một dãy đá kia nữa kia, nền móng hay là cái gì đó mình không biết, nhưng mà hiện tại bên đấy người ta bỏ ra một cái khuyên hay là tự cố định sẵn chỗ đấy mình không biết, nhưng mà không có hoa văn gì. Mình thấy chỉ hoa văn đơn giản sơ sơ, chắc là đem về để khai thác đang đục đẽo, đang thợ nghệ nhân của Trâm đang đục đẽo chưa hoàn thành đó mọi người. Theo mình được tìm hiểu được biết á thì cái cụm tháp Dương Long này đang trong quá trình hoàn thiện, chưa hoàn thiện xong nhé mọi người. Còn đang làm dang dở bởi vì nhiều cái bức phù điêu còn đang làm và chưa xong. Đây là gọi tuyệt tác của kiến trúc xây dựng Champa nha mọi người. Bởi vì sao? Bởi vì cái móng là làm bằng đá và ảnh hưởng của kiến trúc Khmer, cái thời mà Angkor Wat với đền thờ Bayon bên nổi tiếng bên Campuchia là mọi người đã chết Khmer đó thì bị ảnh hưởng. Thì xây lên bằng đá, bằng mỏng đá. Còn vẫn giữ nguyên cái kiến trúc nghệ thuật là xây bằng gạch của người Chăm nha mọi người, nhưng mà bị ảnh hưởng là bị làm xây cái móng bằng đá mọi người. Bởi vì cái văn hóa, cái cách xây dựng của người Chăm, đa số đền đài của người ta là bằng đá không à. Đấy, mình ùa cao lắm mọi người ơi. Mình ngước cổ, mỏi cổ luôn, quay như cái những tòa tháp chọc trời ở trong thành phố Hồ Chí Minh đó mọi người. Tòa nhà thời hiện đại á. Wow. Đã bị bào mòn trong thời gian và đã được trùng tu, cái này đã được trùng tu một thời gian rồi mọi người. Wow. Nắng chói quá không biết mọi người có bị ngược sáng không. Đây. Mình sẽ đi một vòng rồi mình sẽ vào chi tiết từng tháp cho mọi người. Chắc đây là tháp Bách. Đây, tháp Bách. Còn ở giữa đây là tháp giữa trung tâm. Còn sát bên kia là tháp Nam theo cái hướng của mình nhìn nhận, đó là hướng Nam, hướng về nhìn vào Sài Gòn đó là hướng Nam. Còn ở giữa đây là tháp giữa. Còn ở bên đây là tháp chắc tháp Bắc rồi, hướng về Hà Nội đây. Còn ba cửa đều hướng về biển nha mọi người, biển Đông thì đó đúng là hướng Đông luôn á. Wow. Nền móng. À, bên kia cũng có một dãy những tượng hoa văn đá của người Chăm nữa kìa. Đây. Cao. Wow. Đây là đã bị cải tạo rồi nha mọi người. Mình nhìn thấy cái đây. Để mọi người dễ phân biệt này. Phía bên phải mọi người là nguyên bản, là không có xi măng vữa hay là chất kết dính gì hết nha mọi người. Còn phía bên trái á, cái bờ thành tường này nè, chắc là mới bị cải tạo, đã có vết xi măng bám dính rồi. Mình chưa đủ chân để mà nghiên cứu được cái chất kết dính của người Chăm ngày xưa và đỡ làm theo người ta được. Đây, hai bên đã được cải tạo, còn ở chính giữa là vẫn chưa nguyên bản nha mọi người. Nguyên bản, ùa nó cao mà bị ăn mòn, xói lên tới trên luôn kìa. Ở trên nóc tháp thì có những cái cây mọc bám đầy hết. Còn hoa văn kìa, ùa, voi rồi, cho nó nhiều lắm mọi người ở trên nóc tháp á. Và đây, những hàng đá phía sau tháp nha mọi người. Đây là Đông Tây, đây là hướng Tây, là những dãy đá, những hoa văn họa tiết. Đây, đây là cái nền móng hay bị được khảo cổ hay là cái hồi trước là tháp gì đó mình không biết, đây được chắc được khảo cổ đó, đào lên đấy, gạch đá hay còn sót lại những di vật. Và đây những hàng đá mà hoa văn đục. Đây, ví dụ như đây hoa mai đó mọi người, hoa mai họ đào đó mọi người, đấy ba hình đấy. Còn đây là thân rắn. Và đây những hoa văn mai nước gì đây. Đây thân rắn kia. Wow. Chỉ dài luôn mọi người, nhưng mà nó cũng tương tự như cái lúc trước mình quay. Rồi mình đỡ vào vấn đề chính do thời gian có hạn thì mình quay cái tháp này. Người bảo vệ tiền vé vào mất 15.000 nhé mọi người. Mình xin thông báo trước mọi người, tiền vé mất 15.000 và thời gian mình đang vô là người ta mất việc đó, người ta cho mình trong vòng nửa tiếng thôi, nên
mình chỉ quay trong giới hạn cho phép. Đây, wow, đá quá trời, chúng bạn mọi người đã, mọi người không thấy, nhìn zoom lên họ không zoom được cái từ ở dưới chân lên tới cái đoạn mình đang quay với mọi người, bàn đá đó, cái đoạn đá đấy là hoa ven đầy hết, người nhảy múa rồi vươn vai, rồi phía trên nữa thì có Phật, giống Phật lắm, không biết trong đạo thờ này thì gọi là cái gì mình không biết, nhưng mà hình giống Phật. Đấy, lên tới nắp đấy là tháp tháp Bách, còn đây là tháp trung tâm, tháp giữa. Wow, cao đúng 39-40 mét, nó cao vơi vợi. Wow, những cây xanh sống theo thời gian thì nó, những cây xanh đấy này này sinh ở cái điều kiện mà gạch này thì những cây thể bám rất là nhiều. Đây, cây xanh, cây si. Đây là tháp tháp Nam, tháp Nam đấy, vua cây cũng bám trên nóc đài thật, hoa văn đấy, mình cũng đã nhìn kỹ và phân tích kỹ cho mọi người luôn, là cái đoạn mình đang cái đoạn gần lên tới nóc tháp đó mọi người, lên tới thân của tháp xong á, lên mới đầu gần tới nóc tháp đó, cái đoạn mà kết nối giữa phần thân và phần tháp đó, phần giữa đó, hoa văn của mỗi tháp là mỗi khác nhau nha mọi người, không giống nhau đâu. Đây là tháp tháp Nam, còn trên giữa là tháp Bắc. Wow. Đây những dãy đá đây vẫn, đây hình hoa văn đồ vẫn còn dang dở, vương vắt tùm lum hết. Mình cũng xin nhắc lại mọi người muốn tham quan đó thì tiền vé mất 15.000 một người nhé mọi người. Và bên kia cũng có một dãy đá nữa kia, chúng mặt mọi người đây, hoa văn đây. Lại tiếp tục vấn đề chính, tháp đây gọi là tháp Dương Long, cùng cụm ba tháp theo hướng chạy dài từ bắc tới nam, và ba cánh cửa đều hướng về phía đông, cửa thì hướng đông hết mọi người, còn những cái cửa phụ, cửa giả, cửa này không hoạt động nhưng mà đã trang trí thì nó đã bị bao mòn theo thời gian và đã bị hư rồi. Và đây âm thông quân, cái chính cái quan trọng nhất là cái đây, để mình qua cho mọi người xem cái trong đền thờ của người ta thờ là có cái linh ga và cái Johnny, thì cái người ta đây mình được tìm hiểu á thì được biết có xem rồi, cái này gọi là Johnny nhé mọi người, Johnny vẫn còn tồn tại, Johnny còn cái linh ga là cái ốp lên cái này trong cái phong tục và cái lễ hội của và phong tín ngưỡng của người Chăm ngày xưa là cái linh ga sẽ đặt lên cái Johnny này và sẽ tưới nước từ ở trên linh ga đấy chạy xuống cái Johnny này, rồi nó sẽ chảy ra cái đường, cái theo cái đường này ra sẽ hứng đem vào ban phát cho người Chăm Ba ở đây, người dân làng, người dân Chăm chia đeo nhau đỡ mà uống, đỡ mà lấy may mắn và giải đi những cái xui đấy. Đấy Johnny nhé mọi người, còn linh ga thì thất lạc đâu rồi. Đây mình bắt đầu ra phía trước, mình qua cho mọi người đây là xem ha, những cái đế đó mọi người, đá nguyên khối. Wow, đấy cái đế đấy, đây chưa xong, đây còn dang dở nha mọi người, chưa xong những hoa văn đục đá. Mình theo mình được tìm hiểu biết đó, thì những cái đế đá này là đá nguyên khối mang vào trong này ghép nối làm xong rồi mới đục lên những hoa văn này nha mọi người. Nhưng mà loại đá này á, mình nghe nói là đá rất là dễ, rất là cứng, nhưng mà đục đã vỡ rồi thì rất là dễ vỡ, nên cái những cái tiệc tác mà bên điêu khắc này của người Chăm á, nên cần những người nghệ nhân cao tay, đã đục vào rồi thì chết hình cho đấy luôn, đã hư thì không thể sửa được, nên cần những người mà giỏi để không có gì khi chuyện hư nó xảy ra. Đây thằng rắn đây mọi người, naga đây mọi người, rắn đấy. Đây phong tục là ảnh hưởng của kiến trúc của bên phong cách của người Khmer là người rắn đó mọi người, một hàng rắn đó. Còn lúc nãy theo cái bản chỉ dẫn của mình cũng đọc cho mọi người, chú thích cho mọi người á, đây là hàng, cái hàng này là đây, cái này gọi là hàng vú nhé mọi người, giống vú của người đó, gọi là hàng vú đó. Lúc nãy mình có đọc cho các bạn chú thích cho mọi người nghe rồi đấy. Wow, hoa văn đẹp quá. Còn đây là những cái hoa văn họa tiết. Đây, mọi người thấy tinh xảo chưa? Đây, cái hàng dưới cung này, hoa văn hàng dưới cung này. Đẹp chưa? Wow, quá đẹp. Đúng là gọi là nghệ nhân. Nghệ nhân quá giỏi, quá xuất sắc. Xây xong cái này gọi là tuyệt tác nghệ thuật luôn đó mọi người. Đây, hình hoa văn rắn đây. Còn bên này thì
đang trong quá trình làm nhé mọi người, chưa xong, đang còn thi công dang dở đó mọi người. Đấy, đây là cái bức tường thần, thần gì đấy mình quên tên, không biết tên. Đấy, thần người ta bở bốn góc đó mọi người, cũng như kiến trúc của Khmer là có cái thần Abara hay thần gì đấy. Đây, ồ đá to quá vậy mà vác cũng được. Sức khỏe và cái kiến trúc và cách xây dựng giờ tính toán không ra, nghĩ không ra được, nhưng mà người Chăm vẫn làm được, hay thật. Gọi là người ta nghiên cứu gọi là cái thời kỳ đó người Chăm là cái tính toán và toán học rất là cao siêu, rồi một level rất là cao mới làm được, xây dựng được như thế này. Đấy, những hoa văn cái cửa phụ cửa giả đã bị cây bám hết rồi. Cửa này có tác dụng là cửa trang trí cửa giả thôi nhé mọi người, không phải cửa thật đâu. Ồ, nó cao quá, giờ mỗi tay luôn là cửa giả này. Mọi người xem những cái hai cái trụ đá hai bên là hai trụ cổng. Ồ, nó to. Vòng quay cũng lên được đây, đá này. Wow, cao 40 mét, đúng là cao nhất Đông Nam Á đó mọi người, cái thời đại đấy đó. Đây, vẫn mình quay cho mọi người những họa tiết. Đây, chim, ấy là thằng rắn. Và ở trên rắn thì cái mặt ở trên này tựa giống con lăng quá. Đấy, ở trên đầu rắn đó mọi người. Đây, cửa phụ cửa giả bằng đá này. Ồ, nó to, đá không có khổng lồ không. Còn đây những mình qua lại hoa văn đục đẹp chạm khắc bằng đá của người Chăm Pa xưa. Đây những hàng phố đây và những hoa văn. Đây phía ra mình ra là ra phía trước cho mọi người xem. Đây những hoa văn ở trước này cũng hàng phố, còn cũng hàng thằng rắn ở trên và cũng hàng hoa văn ở dưới. Wow, quá đẹp. Cái đường này chắc là khó lên, nhưng mà cái chính là cái thờ Linga và cái Johnny mình đã quay cho mọi người xem rồi. Thì cái tháp nào nó dở vào thì mình vào, cái đường này mà leo vào thì chắc cũng khó đây mọi người, cao lắm. Đây là tháp chính này, đó mình là có cái bọc đăng ký thích đi. Đây đề nghị quý khách nên cách xa khu vực chân tháp khoảng 5 mét để bảo đảm an toàn khi tham quan di tích. Cái me này mọi người. Wow, cổng chính kìa, đá kìa. Wow, cổng chính của tháp chính đó mọi người. Wow, đá trên nóc luôn kìa. Wow, đây là tháp Nam. Mình sẽ lên từ từ vào người nhìn thấy được nó. Tháp Nam ấy nóc đẹp chưa, rồi mình sẽ chuyển qua tháp trung tâm, tháp giữa. Đó, có cây bám đầy trên đây hết, trên nóc mái xuống. Cái đất phần này là chắc bị thời gian bào mòn rồi mọi người. Cao, mình xin nhắc lại, tháp này cao 39 mét, tháp giữa trung tâm, còn hai tháp hơn là tháp Bắc là tháp Nam, một tháp 32, một tháp 33. Wow, ui hoa văn kìa. Bằng đá là mọi người có một ý trước mặt mọi người, có một cái điêu khắc đá to ngay công giả đó mọi người. Đấy, một cái tượng nữ thần đang ngồi ở giữa trung tâm đó mọi người. Mọi người nhìn đã bắt đợi giữ cho mọi người nhìn xem. Đấy, tượng chính giữa là nữ thần ấy, lên trên tí xíu trên đầu nữ thần là hai bên là hai con rắn to đùng, phía lên trên nữa là hình hai con rắn uống ở hình trái tim đó mọi người. Đấy, mọi người xem cho kỹ đi. Đó, đấy, mình quay lại cái bức phù điêu đẹp đó, tượng thần Ấn Độ giáo. Ồ, hai bên hai rắn to kinh, và ở trên nữa thì hai con rắn kết hình trái tim đó mọi người. Rắn theo cái mình có đi qua Campuchia có biết rồi, thì rắn bên đấy gọi là bùa, cũng hay thờ, là hay thờ đền thờ rắn lắm. Đề nghị quý khách cách xa khoảng 5 mét. Ồ, đây là cửa chính, bên này to ghê. Wow, đá ở trên kìa mọi người. Wow, mình sẽ nhắc lại mọi người nhé, đây là tháp Dương Long hay còn gọi là tháp Ngà, tiếng Pháp là Tour de Voire. Mình sẽ vào bên trong cho mọi người. Cái linh vật và cái thờ thì Linga và Johnny thì ở bên ngoài rồi nhé mọi người. Thì mình vào bên này cho mọi người xem bên trong. Wow, đây mình quay cho mọi người luôn cái hiện trạng. Đây là chắc là phân dơi hay là phân chuột thì mình biết mà nhiều lắm, bay vào mùi nồng nặc luôn mọi người. Tối chắc chim hay là dơi vào nó ở trong này nè mọi người. Nhiều ghê chưa. Đây,
Mình sẽ qua cho mọi người xem bên trong. Bốn vách thì nó giống nhau, mọi người, nó sẽ top lên dần 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 cao. Tiết trên đỉnh thì đã chưa là một lỗ đỡ ánh sáng lọt vào. Còn đây là phía bên trong của cổng này. Đấy. Cao đẹp. Đây mình cho mọi người xem nguyên bản của ngày xưa đây. Cái thời mà người Chăm xây dựng đấy, gạch này, viên trên, viên dưới này, viên trên, viên dưới này, không có xi măng nha mọi người. Kết dính rất là chắc, rất là tốt. Thế kỷ 12. Bây giờ thế kỷ 20. Dạ rồi. Thế kỷ 20 thì đã 8-9 thế kỷ rồi mọi người ơi. Nhưng mà vẫn trưng tồn thì thời gian quá đẹp, quá chắc. Tuyệt tác của người Chăm đó mọi người. Thôi, chú bảo vợ là kêu mình ra rồi mọi người ơi. Thời gian chắc đã hết, cũng đã đủ cho mọi người đã xem và hình dung được cái tháp Dương Long này đã thế nào rồi mọi người nhé. Thì mình bắt đầu cũng rút lui cho mọi người, cho chú bảo vợ và chú bảo quản khu này, chú đi công việc. Thì công việc của mình cũng, mục đích của mình cũng đã xong rồi. Đây, mình sẽ view lại cái tháp Dương Long cho, cùng ba tháp Dương Long cho mọi người xem. Đây ra cái đá đã từ ra đây nó dễ hơn, rồi mình sẽ view vô đây hàng đá di tích còn sót lại nha mọi người. Ủa dài và nhiều, còn ho cỏ mọc đầy hết. Mình đang đi trên những cái ho dài đó mọi người, và cỏ nữa kia. Đây có cái view đẹp nhất và cầm ba tháp. Nhưng đúng rồi, nó ảnh hưởng kiến trúc của Chamba Khmer đó mọi người. Ấy lộn, của Chamba này ảnh hưởng của Khmer đó mọi người. Đúng lúc đầu mình nhìn ba cái tháp này, mình nhìn thấy giống kiến trúc của bên Khmer rất rất giống. Bởi vì mình đã sống bên đấy, mình đi bên đấy nhiều rồi và biết được những cái di tích đền đài sót lại bên Campuchia rất là đẹp, và kiến trúc nó tự tựa giống thế này. Tháp Dương Long nha mọi người. Đẹp quá. Thông qua cái hình ảnh này mình nhìn thấy được cái ba ngọn tháp này, ba cái cửa trước đều hướng đông. Chỉ còn tháp phía nam, tháp nam, tháp trung tâm là còn cái cửa bằng đá, bốn tảng đá xếp lên nhau thành cánh cửa mọi người. Còn tháp bắc này thì đã bị một mình nghĩ, theo mình nhìn nhận không phải đã bị hư hao hay là mất đâu, nhưng mà thi công và làm chưa xong đó mọi người, còn dang dở đó mọi người, chưa xong đâu. Hoàn thiện thì nó là tuyệt tác, quá đẹp, không còn gì để bằng cái nữa. Đây, đây là cái view toàn cảnh vào tháp Dương Long nha mọi người. Wow. Và đây là những cái hàng đá lúc nãy mình quay mà Hòa Vinh người ta đục đéo, người Nhân Chăm người ta đục đấy, tuyệt tác đấy. Đá này chắc cứng. Wow. Đá nhiều, đá một hàng này, một hàng ở phía sau, còn một hàng ở bên hông phía bên trái nữa. Và ở sau là có cái hai cái ngẫu tượng Linga và Johnny, thì còn sót lại cái ngẫu tượng Johnny. Xin nhắc lại cho mọi người, đây là tháp Dương Long, địa chỉ ở Tây Sơn, Bình Định nhé mọi người. Mọi người thích tham quan và tìm hiểu thì cứ về đây, mà về Tây Sơn hỏi tháp Dương Long thì người ta sẽ chỉ và sẽ biết ra thôi. Thôi video xin đang kết thúc nhé mọi người. Xin cảm ơn mọi người đã xem video, và nếu mọi người thấy thích thú và thú vị nhớ đăng ký và like giùm mình với nhé. Bởi vì mình cũng không phải khóc lóc gì ở đây, nhưng mà thực tế mình cũng đi một cái hành trình xa đó mọi người. Mình từ Gia Lai mình chạy xuống tới Bình Định đó mọi người, để đi tìm và đi hỏi, chứ không phải biết chỗ này đâu, phải đi tìm nữa, tìm hiểu và hỏi và tham khảo một số tài liệu nữa mới tìm lại được. Để mình thuyết trình cho mọi người nghe đó mọi người. Mọi người thấy hay và ý nghĩa và thích đó, thì nhớ like đăng ký ủng hộ mình với nha mọi người, để mình có động lực mình đi tới những nơi xa. Có thể mình từ Gia Lai xuống Bình Định đây cũng bình thường. Có thể mình từ Gia Lai mình đi vào Tuy Hòa của Phú Yên, mình vào Nha Trang của Khánh Hòa, mình vào Phan Rang Tháp Chàm của Ninh Thuận, và vào Bình Thuận luôn, để review những cái kiến trúc còn sót lại của người Chăm cho mọi người xem. Và đây là khung cảnh xung quanh trước khi kết thúc video. Đây, chú bảo vệ đó mọi người đang đứng chờ mình dưới gốc cây bàn đó mọi người. Cỏ cây. Thôi, xin chào tất cả mọi người nhé. Cảm ơn mọi người đã xem video và ủng hộ mình nhé mọi người. Xin chào tất cả mọi người. Chúc mọi người luôn vui vẻ, mạnh khỏe và thành công trong cuộc sống này nhé mọi người. Thôi, bye bye mọi người nhé.